Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Quốc Quốc Vlog. Hôm nay xin giới thiệu tới anh em bầy vện nhé. Bầy vện. Trong đây có là 3 em cái và 1 em đực. Em đực thì xoáy hơi ngắn nhưng bù lại là được một cái mặt đẹp, vện đẹp và lưỡi đen 100%. Đấy, em đang xúa nhiều đấy nha. Mặt khá là đẹp. Đây. Mà xoáy kiếm nha, xoáy kiếm hơi là đấy, hơi là ngắn. Rất là lanh nha, rất là lanh, sủa rất là ok, tiếng vang đẹp, vện đẹp, sáng màu. Còn em cái vện lửa này. Đấy. Em kia cũng là cái nha. Bài mặt mũi rất là đẹp anh em nhé. Lưỡi đốm nhiều, có mỗi một em đực này là lưỡi đen thôi. Đây, em đực đây, lưỡi đen. Đây em cái, mặt lanh xoay kiếm này, cái vện lửa này, rất là đẹp này. Cực chuẩn giống luôn, bảo hành cho anh em luôn, bảo hành lâu dài luôn nhé. Bảo hành tới 9 tháng, bao đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền. Bao quay đầu, 9 tháng anh em nuôi thoải mái luôn, nếu không thích nuôi sinh sản cứ đưa lại cho mình nhé. Nếu mà khu vực miền Nam, Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn càng tốt anh em nhé. Long An, miền Tây gì đấy cũng được. Xa quá thì nhiều khi vận chuyển hơi khó khăn. Còn khu vực gần này thì hồi là vô tư luôn. Đây, còn em đực. Em đực này anh em có thể gây giống được nha. Nếu như không xoáy mà không bị ngắn thì không có giá bèo bèo đâu. Cũng chắc cũng phải 20-30 đấy. Mình nói thật. Thì là lưỡi đen, vện rất khá là đẹp, lanh nữa, mắt đỏ. Bầy này em nào cũng mắt đỏ ao hết nha. Không đỏ không lấy tiền nha anh em. Tại vì quay bên này là quay buổi chiều. Quay buổi chiều cho nên là nhìn không thấy rõ được cái mắt đỏ nha. Nhưng thực tế nhìn ở ngoài mắt cực kỳ đỏ và đẹp nha. Đấy, đây, cho anh em xem. Ok ha. Hàng chuẩn giống. Cái bạc má kìa này. Xoáy kiếm hết nha. Mấy em cái này thì không hề rẻ nha anh em. Anh em cân nhắc nha. Có em này là nó hơi mập này. Từ tai còn chưa lên hết này, đang hỗ trợ lên này. Đây, các bạn thấy này, nhìn cặp mắt này. Mình không nói xạo nha anh em. Cặp mắt cực kỳ đỏ au luôn. Rất là đẹp, vện lửa hết. Em đực này, em đực xoáy này, xoáy hơi ngắn này, nhưng mà lưỡi đen. Anh em có nhu cầu về làm giống thì cứ alo cho mình, hàng chất lượng cho anh em luôn nhá. À, xoáy của em đực này, hơi ngắn. Đấy. Tướng dài, đuôi chuẩn, lưỡi đốm nhiều. Đấy, vẹn lửa này, mặt mũi rất là đẹp. Đấy, cho anh em xem. Ok anh em nhá, anh em có nhu cầu về nhân giống, hàng chuẩn nhân giống thì alo cho mình. Và có 3 em cái này, em cái chưa lên tay nhưng mà giá cũng không rẻ đâu anh em nhé. Anh em cân nhắc giùm mình nhé, không phải là hàng vớ vẩn đâu mà cứ gọi tới gọi lui gì cho mất thời gian anh em nhé. Cân nhắc nhé, mình bán rất là nhiều rồi. Và clip này đã đăng lên, mình đảm bảo luôn những em vẹn lửa này trong vòng 1 đến 2 tuần thôi, trong vòng 1 đến 2 tuần thôi, 4 em này sẽ lên đường sạch nhé. Các bác cứ yên tâm. Hàng chuẩn giống em vện má bạc kìa. Em vện vện lửa mà má bạc nha. Mặt lại mặt cáo nữa. Hàng rất là đẹp luôn. Lớn lên không đẹp không lấy tiền. Bao cho anh em luôn. Bao đổi trả cho anh em luôn trong vòng 9 tháng nha. Bảo hành bao đổi trả cho anh em trong vòng 9 tháng. Anh em cứ yên tâm nha. Tiền nào của nấy. Chất lượng đi đôi với giá cả. Đấy, cho anh em xem nha. Vện rất là đẹp. Rất là ok. Gần 4 tháng rồi, chích ngừa đầy đủ. Và xin cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Chó Quốc Quốc Vlog. Và anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo. Anh em lưu ý nhé, kết bạn Zalo mình sẽ gửi thông tin hình ảnh từng em một nhé. Ở đây có 4 em thôi. Anh em cân nhắc nhé, nếu như có nhu cầu về làm giống. Chỉ còn có 4 em này thôi. Đấy. Và những em mà bán ra giá cả không rẻ thì mình có luôn luôn có chế độ bảo hành rất là tuyệt vời cho anh em ha. Anh em cứ xem. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Mình có cả đực vàng nha anh em. Cái vàng thì không có nhưng có cả đực vàng, lưỡi đen gần hết. Nếu anh em có nhu cầu về đực vàng thì cứ alo cho mình hoặc là kết bạn inbox Zalo nhé. Số điện thoại mình có để bên dưới, anh em cứ cân nhắc. Ok thì liên hệ.